Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, trong cuộc sống này, những người có đạo đức, đặc biệt là những người đệ tử Phật thì chắc chắn rồi luôn luôn có một tấm lòng từ bi. Có nghĩa là gặp ai, gặp trường hợp nào, gặp sự việc nào khó khăn, vất vả, nghèo khổ thì chúng ta luôn luôn có một sự rung động, có một sự xót xa trong tâm của mình. Và cái sự rung động, cái sự xót xa, cái tình thương yêu đó nó biểu hiện ra hành động bên ngoài. Đó là muốn giúp người đó bằng miếng cơm, bằng manh áo, bằng một số tiền nào đó chẳng hạn. Thì cái trường hợp ngoài đường mà gặp phải người ăn xin, gặp người nghèo, gặp người khổ, gặp người bán vé số, chúng ta muốn giúp đỡ, thì cái vấn đề muốn giúp đỡ, xót xa trong những hoàn cảnh đó là một điều hoàn toàn đúng, hoàn toàn chính xác, hoàn toàn đúng theo những lời của Đức Phật dạy. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đã xảy ra rằng người ta biết được những người đệ tử Phật nói riêng, người ta biết được những người có lòng từ bi nói chung, có đạo đức nói chung, luôn luôn thương người, luôn luôn muốn giúp người, thì có nhiều người đã lợi dụng vào cái niềm tin đó, đã lợi dụng vào tình thương đó mà trục lợi. Thì ở đây tạm thời chúng ta sẽ chia làm 3 trường hợp ăn xin. Trường hợp thứ nhất là có nhiều người đã cố gắng, đã nỗ lực trong cuộc sống rồi. Tuy nhiên gặp quá nhiều những biến cố làm người ta không thể đứng vững bằng đôi chân của họ nữa. Họ không còn một cái sự bám víu nào nữa, không thể tiếp tục cái sự mưu sinh của mình bằng một phương tiện nào đó. Thì cuối cùng họ mới đi đến cái con đường đó là đi ăn xin ở góc này, ở bụi kia, ở góc phố nọ chẳng hạn. Thì đây là một trong những trường hợp thật. Trường hợp thứ hai là đây không phải họ không có cách mưu sinh, mà do cái bản tính của họ là lười biếng, thích ngồi mát ăn bát vàng. Và các thành đã thấy trường hợp này rất là nhiều rồi quý Phật tử ạ. Ban ngày á thì mặc áo quần rách rưới, thậm chí là giả cùi, giả lỡ, giả gãy chân, giả gãy tay ăn xin. Cuối cùng á, về đến nhà mới phát hiện ra nhà người ta cao, cửa người ta rộng, rồi người ta lại vào ăn nhà hàng một cách hết sức bình thường. Và đã có nhiều trường hợp như vậy rồi. Và trường hợp thứ ba thì mới đây các thành được biết, đó là đặc biệt ở những thành phố lớn á, như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, là có nguyên đường dây chăn dắt ăn xin luôn quý Phật tử ạ. Có nghĩa là khoảng 7-8 giờ thì đổ ra tất cả các ngõ đường, tất cả các con phố, thì một người có thể chở 2 người, 3 người, chở hết chuyến này đến chuyến kia và đi rải từng cung đường khác nhau. Nhìn á, thì mình thấy người này ăn xin ở con đường này, người kia ăn xin ở con đường kia, nhưng thực chất họ đều có mối quan hệ với nhau, là đều một chỗ, đều chung một hệ thống và đều là công cụ trục lợi của những người bất chính và ác độc khác. Đó là trường hợp thứ ba. Thì trong 3 trường hợp này, nếu chúng ta giúp đỡ, trường hợp thứ nhất là những người ăn xin thực sự, họ cũng bất, họ không còn một con đường nào cả, thì có phước, thì chúng ta đang thể hiện cái lòng từ bi của chúng ta đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, đúng trường hợp. Còn ngược lại, nếu chúng ta bố thí, chúng ta giúp đỡ những người mà ở trường hợp thứ hai đó là ăn không ngồi rồi, thích làm biến thức hưởng thụ, lười lao động, hoặc là những người nằm trong đường dây trục lợi, thì chúng ta một cách nào đó vô tình chúng ta đang tiếp tay cho những điều bất thiện phát sinh trong cuộc đời này. Là như vậy. Ở đây á, bây giờ chúng ta sẽ xem thử, vậy cách nào để chúng ta nhận biết. Thì bây giờ chúng ta nói vấn đề đơn giản bên ngoài đi. Giúp ai đó thì chúng ta cần phải có một cái tâm, và tâm này phải đủ độ sâu, đủ độ lớn và đủ sự toàn diện. Khải Thành cũng vậy. Ví dụ muốn giúp ai đó, nghe người này giới thiệu, thầy ơi vị Phật tử này, thầy ơi người này, bị như cái kia, thì nghe thì cứ nghe, nhưng Khải Thành sẽ đến tận trực tiếp cái nhà đó để khảo sát, để quan sát xem người đó có thực sự rơi vào hoàn cảnh đó hay không, và nghe thêm những thông tin ở những nhà xung quanh nữa để xác minh lại thông tin của người đó nói đúng hay không. Và khi chúng ta có nhiều những cái dữ liệu, nhiều những cái thông tin, nhiều những cái y cứ, thì chúng ta sẽ có thêm cái xác suất nhận xét chính xác về cái trường hợp đó là nghèo thực hay là giả nghèo hay là sự lười biếng mà thôi. Thì cũng vậy quý Phật tử ạ, chúng ta gặp bất cứ ai đó trên con đường này, cho thì dễ đó, giúp thì dễ đó, nhưng giúp đúng mới khó. Hãy dành một chút thời gian để quan sát thật kỹ khuôn mặt, cử chỉ, hành động. Và nếu được nữa, chúng ta sẵn sàng xem họ đang ở đâu. Có phải là vô gia cư thực sự hay không? Có phải là ở một khu nhà ở chuột thật hay không? Hay là đằng sau cái hình ảnh mà lấm lem, mà đau khổ, mà nhét nhát đó lại là một sự thật hoàn toàn khác? Nên đây Khải Thành nghĩ là mình đã có lòng từ bi rồi, thì chúng ta cần phải có thêm lý trí,
chúng ta cần phải có thêm sự quan sát và chúng ta cần phải có thêm trí tuệ nữa, thì lòng từ bi của chúng ta mới đặt đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng. Thì đồng tiền, mồ hôi, nước mắt chúng ta làm ra, chúng ta đem đi bố thí, cúng dường, làm điều thiện thì mới được những phước báo trọn vẹn cho mình cũng như cho mọi người, là như vậy ạ. Niềm tin trong cuộc sống này gọi là niềm tin là mẹ đẻ của công đức, đúng ạ. Khi chúng ta đến với đạo thì chúng ta phải có một niềm tin vững chắc vào ba ngôi tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Chúng ta phải có niềm tin vào luật nhân quả, chúng ta phải có niềm tin vào luân hồi, chúng ta phải có niềm tin vào tứ diệu đế chẳng hạn. Và trong cuộc sống này cũng vậy, chúng ta sống trong cuộc đời này, vươn lên trong cuộc đời, yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người, cống hiến, phụng sự tha nhân, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một niềm tin trong cuộc đời này vẫn có những người tốt, vẫn có những người sống chân thật, sống trung thực. Tuy nhiên, đã nhiều lần trong cuộc sống có nhiều người đến với cuộc đời bằng lòng từ bi, bằng tình thương yêu, nhưng họ lại nhận phải những cái sự dối gạt, những điều không may mắn hoặc là những điều dối trá chẳng hạn. Thì ở đây xuất hiện hai trường hợp, hai tâm lý. Người ta bị nhiều quá, cuối cùng người ta mất luôn niềm tin với cuộc đời. Từ đó họ sống thực dụng hơn, họ sống hưởng thụ hơn, không biết mở rộng vòng tay để chia sẻ, để yêu thương như lúc trước họ đã làm nữa. Và trường hợp thứ hai thì họ lại có một cách nhìn nhận mới, họ rút ra được những bài học sau những lần họ bị vấp ngã, sau những lần họ bị lừa gạt. Và càng ngày họ càng trưởng thành hơn. Có nghĩa là sau biến cố bị lừa gạt, họ không mất đi điều gì cả, mà họ vẫn tiếp tục giữ vững cái niềm tin đó, và họ có được những bài học sau mỗi lần vấp ngã, là như vậy. Nên ở đây chúng ta thấy đó, nếu chúng ta có đạo lý để sống thì chúng ta phân tích vấn đề này sẽ dễ hơn và chúng ta sẽ vững vàng hơn đấy. Ví dụ có nhiều người nói: thầy ơi, tại sao con thương người, tại sao con sống giúp đỡ mọi người mà người đó lại lừa gạt con, thậm chí quay trở lại hại con? Thì nếu lúc đó chúng ta có đạo lý, đặc biệt là đạo lý nhân quả, thì chúng ta phân tích như sau: hiện tại chúng ta đang làm điều tốt, đang làm điều thiện, đang giúp đỡ, đang thương yêu, đó là những nhân mình mới gieo trong hiện tại đây mà thôi, đúng ạ. Còn khi mình gieo những nhân tốt trong hiện tại, chúng ta lại gặt những quả báo xấu, thì xin thưa, những quả báo xấu này không phải do những nhân hiện tại chúng ta gieo, mà đây là kết quả, đây là dư nghiệp của những cái bất thiện nghiệp do vô tình hoặc cố ý trong quá khứ cũng như trong những kiếp trước chúng ta đã gây tạo, bây giờ chúng ta phải trả. Nên một bên làm điều thiện, một bên trả quả báo ác, hai vấn đề nó rạch ròi với nhau. Còn nếu lúc đó chúng ta không tin hiểu nhân quả, chúng ta đánh đồng những gì chúng ta đang làm tốt mà chúng ta phải chịu những quả báo xấu, chúng ta mất đi niềm tin đối với đạo lý, mất đi niềm tin với cuộc đời này, không tin vào ai trong cuộc đời này nữa, thì không biết ai thiệt hại, trước mắt chúng ta sẽ bị thiệt hại. Chúng ta nhìn cuộc đời này với một lăng kính hết sức là u uất. Từ đó là đôi bàn tay chúng ta chỉ biết nắm lại thôi, không biết cho đi, trái tim của chúng ta đóng khung lại. Thì chính chúng ta làm cuộc đời của mình càng ngày càng bế tắc, không còn nhiều người bạn, không còn nhiều sự thương yêu, không còn nhiều những tình cảm thiêng liêng đẹp đẽ nữa, là như vậy. Và quý Phật tử hãy tin một điều rằng, đôi bàn tay của chúng ta chỉ có 5 ngón thôi, đúng không ạ? Nhưng mà có ngón ngắn, có ngón dài. Trong cuộc đời này cũng vậy, đặc biệt là trong kiếp nhân sinh này, có người tốt, có người xấu, quý Phật tử ạ. Nên đừng bao giờ gặp những trường hợp xấu rồi chúng ta vơ đũa cả nắm, chúng ta đánh đồng tất cả mọi người đều là xấu. Hãy giữ vững một niềm tin dùng cải thành, sẽ có luôn luôn những người tốt bên cạnh chúng ta, sẽ xuất hiện với cuộc đời của chúng ta, không sớm thì muộn mà thôi. Còn những người mà chúng ta đang gặp phải không may mắn thì xem như chúng ta nhẹ nhàng trả đi những cái dư nghiệp của quá khứ, và chúng ta tiếp tục những điều thiện lành trong cuộc sống này. Ở đây cái thành chỉ gửi đến quý Phật tử một câu thành chú nhỏ thôi nha: nghiệp thì cứ trả, phước thì cứ làm, đạo thì cứ tu, thì chắc chắn rồi, tâm hồn của chúng ta, cuộc đời của chúng ta sẽ nở hoa, là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ.